Nam nghệ sĩ vùng đất cấm ăn chặn 96 tỷ tiền từ thiện. Người tố cáo 50 tuổi đang giữ trong tay 1,9 kg giấy A4 làm bằng chứng. Đêm qua, drama mới của showbiz Việt được thổi bùng lên sau khi có một bài tố nam nghệ sĩ hạng A ăn chặn tiền từ thiện 96 tỷ đồng. Có một nam ca sĩ tự nhận mình là vùng đất cấm. Nôm na là đừng ai động vào anh ta, vì có đụng là có chạm, và kiểu gì anh ta cũng sủ lông xúc lại. Và đúng là từ trước đến nay đã có rất nhiều người không muốn đụng chạm nam ca sĩ, không phải vì họ sợ mà vì họ cảm thấy phiền thì đúng hơn. Gần đây có một nữ streamer năm nay ngót nghét 50 tuổi đã hiên ngang thẳng thừng nhiều lần gọi tên nam nghệ sĩ có bí danh vùng đất cấm này, hết livestream lần này tới livestream lần khác. Từ thời streamer này lập kỷ lục livestream cả trăm nghìn người xem cho đến khi lác đác vài nghìn người thì vẫn cứ thường xuyên điểm mặt chỉ tên nhân vật nghệ sĩ này. Thời gian trước, nữ streamer còn nói gần nói xa, bây giờ thời thế đã khác, mới đây rất mạng không khỏi xôn xao khi nữ streamer này Live chim khẳng định trong tay đang có tư liệu bằng chứng thép để chứng minh nam nghệ sĩ vùng đất cấm biển thủ số tiền từ thiện. Cụ thể, nữ streamer này cho biết số tiền công khai trên mạng xã hội chỉ là số nhỏ. Số tiền mà vùng đất cấm này nhận về tranh lệch đến 96 tỷ đồng, sao kê 1,9 kg giấy A4, tương đương cỡ gần 500 tờ. Cách đây vài tháng, cư dân mạng đã chỉ ra loạt chi tiết cho rằng nam ca sĩ đã sử dụng tiền quyên góp từ thiện không đúng mục đích ban đầu. Cụ thể, Nam ca sĩ hạng A này đã bị nghi tự ý sử dụng tiền lũ lụt để xây chùa. Sau đó, anh cũng đã lên tiếng và khẳng định ngôi chùa này từng bị hư hỏng nặng trong trận lũ lụt năm 2020 nên anh và ekip đã trích một phần tiền để sửa chữa. Vào ngày 24 tháng 5, nam nghệ sĩ trên cũng công khai chuyển khoản 100 triệu đồng ủng hộ tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19, kèm tâm thư dài. Bài đăng của anh nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm giữa loạt lùm xùm từ thiện trong khoảng thời gian ấy. Tuy nhiên, Netizen liền soi ra chi tiết bất thường trong bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cụ thể, tên của anh bị in thiếu chữ H. Điều này khiến netizen cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rất nhiều khán giả đã đặt ra câu hỏi không biết lỗi sai này bắt nguồn từ lý do gì. Cuối cùng, sau hàng loạt thông tin trái chiều về việc tử thiện, nam ca sĩ trên quyết định tuyên bố thu hồi lại số tài khoản từ thiện và vĩnh viễn ngưng kêu gọi đóng góp. Thời gian gần đây, anh vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh đi hát tại bệnh viện dã chiến và trao số tiền lớn cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Điều khiến dân mạng thắc mắc nhất đó là bình thường nam nghệ sĩ vùng đất cấm luôn nổi tiếng là người không ngại va chạm, sẵn sàng đốt chát. Dù lốc nhím nếu bất cứ ai nhắc đến tên anh ta một cách tiêu cực, nhưng đã vài live stream gần đây của nữ streamer này phát và gọi tên anh. Đến giờ nam nghệ sĩ này vẫn im lặng, đổi tên luôn từ vùng đất cấm thành vùng đất im lặng vì anh hoàn toàn không đả động gì đến lời nói của nữ streamer này trong live stream gần đây nữ streamer này còn nói thêm nếu trong vòng một tuần nữa nam ca sĩ vùng đất cấm không công khai thì chính bà sẽ đăng bản toàn bộ sao kê và sẽ là đại diện của dân chúng ủng hộ kiện nam ca sĩ vùng đất cấm